Những ngày đầu năm 2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương liên tiếp nhận nhiều tin vui. Ngay sau tin, tỉnh có thêm 24 nhà giáo ưu tú. Mới đây, Sở Dục và Đào tạo Bình Dương là một trong 8 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2022-2023. Kết quả này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của ngành giáo dục toàn tỉnh đã luôn chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học một cách thực chất. Thành tích này còn đến từ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng chính quyền, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ vào cuộc của các lực lượng xã hội, sự đồng thuận của nhân dân. Thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh liên tục có nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, thông minh, hạnh phúc. Tin vui, Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua sẽ là động lực thôi thúc ngành giáo dục Bình Dương thêm tự tin, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.